thế giới không thể vận hành nếu thiếu ngành xã hội và nhân văn. Vậy ngành xã hội nhân văn có gì? Phát triển sự nghiệp trong ngành này ra sao? Khoa học xã hội giải quyết những vấn đề gì cho con người? Tất cả đã có trong Người trong môn nghề, ngành xã hội và nhân văn có gì? Đặt mua sách ngay tại nhà sách Spyroom. Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spyroom. Hôm nay chúng ta hãy cùng đến với bài viết thể thao như một phương tiện để phục vụ mục tiêu chính trị. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu nội dung chính của bài viết ngay bây giờ nhé. Ngày 10 tháng 4 năm 1971, đội tuyển bóng bàn Hoa Kỳ đã đặt chân tới Bắc Kinh để tham gia một trận đấu giao hữu với đội tuyển Trung Quốc. Sau đó họ được đi tham quan các danh lam thắng cảnh Trung Hoa, Quảng Châu, Bắc Kinh, Thượng Hải. Dấu mốc lịch sử đánh dấu lần đầu tiên hai nước có tiếp xúc quan hệ ngoại giao sau nhiều năm căng thẳng và cấm vận giữa hai nước. Đặc biệt là khi Trung Quốc đang có xung đột biên giới với Liên bang Xô Viết, Mao Trạch Đông nghĩ rằng việc thiết lập quan hệ với Hoa Kỳ có thể là một chiến lược răn đe đối với người Nga. Tổng thống Mỹ là Richard Nixon lúc đó cũng đặt vấn đề mở cửa với Trung Quốc lên hàng đầu. Đó cũng là nước đi khai cuộc trên bàn cờ chính trị thế giới trong bối cảnh chiến tranh lạnh ngày càng leo thang giữa các cường quốc sừng sỏ trên thế giới. Chỉ sau đó một năm, Richard Nixon là tổng thống đầu tiên đặt chân lên Trung Hoa đại lục. Màn ngoại giao ấn tượng này trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới với cái tên là Ping Pong Diplomacy và được liên tục tổ chức trong nhiều năm sau đó. Bóng bàn đã trở thành một công cụ để giải quyết các vấn đề ngoại giao giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Vậy thể thao nói chung có thể góp phần hòa giải hay làm căng thẳng chính trị hay không? Thể thao và đoàn kết quốc tế. Quả thực thể thao có khả năng hàn gắn những xung đột chính trị. Trong đó phải kể đến bộ đôi quần vợt chuyên nghiệp là Rohan Bopanna của Ấn Độ và Aisam Ulhaq Qureshi của Pakistan. Hai tay vợt này đã là đối tác thành công trong nhiều năm. Mặc dù hai quốc gia quê hương của họ thường xuyên xung đột, nhưng dường như đối với tennis, mọi căng thẳng đã tạm thời lắng xuống. Người hâm mộ từ cả hai quốc gia sẽ lấp đầy các sân vận động cho các trận đấu của họ, bao gồm cả giải US Open 2010. Trong quá khứ, thể thao góp phần và làm giảm thiểu xung đột chính trị có thể bắt nguồn từ Thế vận hội Olympic. Vào thế kỷ thứ 9 trước công nguyên, nhà tiên tri ở Delphi đã khuyên Iphitus, vua của Elis, bắt đầu một cuộc thi thể thao hòa bình để chấm dứt cuộc xung đột vũ trang đang hoành hành ở Hy Lạp lúc bấy giờ. Iphitus đã nhận được sự ủng hộ của các quốc vương khác và tạo ra truyền thống của thỏa thuận ngừng chiến Olympic. Theo đó, tất cả các xung đột khu vực sẽ kết thúc trong 7 ngày trước và sau Thế vận hội 4 năm một lần để các vận động viên, gia đình của họ và những người khác có thể đến và đi từ Thế vận hội. Từ sau khi được Pierre de Coubertin khôi phục vào năm 1894, thành lập Ủy ban Thể thao Olympic IOC, qua 32 kỳ Thế vận hội, tổ chức này đã tuân theo tôn chỉ cốt yếu của triết lý Olympic, trong đó nhấn mạnh vào yếu tố tôn trọng nhân quyền và đoàn kết quốc tế và trung lập chính trị. Tập luyện thể dục thể thao là quyền con người, mọi cá nhân phải có năng lực tập luyện thể dục thể thao, không phân biệt đối xử dưới bất kỳ hình thức nào và theo tinh thần Olympic, đòi hỏi sự hiểu biết lẫn nhau, trên tinh thần hữu nghị, đoàn kết và công bằng. Thể thao diễn ra trong khuôn khổ xã hội, các tổ chức thể thao trong phong trào Olympic sẽ áp dụng chế độ trung lập về chính trị. Họ có các quyền và nghĩa vụ tự chủ, bao gồm tự do thiết lập và kiểm soát các quy tắc thể thao, xác định cấu trúc và quản trị các tổ chức của họ, được hưởng quyền bầu cử không bị ảnh hưởng từ bên ngoài và có trách nhiệm đảm bảo các nguyên tắc quản trị. Trong Thế vận hội mùa đông năm 2018, các vận động viên Bắc Triều và Nam Hàn cùng nhau diễu hành sau lá cờ Hàn Quốc thống nhất trong lễ khai mạc với bế mạc. Họ đã tập luyện cùng nhau tại một cơ sở trượt tuyết của Triều Tiên trước thềm Thế vận hội và được người hâm mộ từ hai quốc gia ủng hộ. Triều Tiên đã cử hàng trăm cổ động viên từ Bình Nhưỡng, thể thao đã được chứng tỏ là một cơ chế hiệu quả để phá vỡ bế tắc và khiến các quốc gia không chỉ có thể đàm phán mà còn hợp tác được với nhau. Thế nhưng đã không có ít lần IOC phản ánh quan điểm chính trị của mình thông qua lăng kính thể thao, thứ mà đáng lẽ ra mang tinh thần công bằng, kết nối con người. Sau Thế chiến thứ nhất, năm quốc gia Áo, Hungary, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ và Bulgaria không được mời tham dự Thế vận hội 1920 tại Bỉ. Tương tự như vậy, Đức và Nhật Bản, các quốc gia thuộc phe trục trong Thế chiến thứ hai không được mời tham gia vào Thế vận hội năm 1948 tại London. Năm 1964, Nam Phi bị cấm tham gia Thế vận hội Tokyo vì chế độ phân biệt chủng tộc của nước này. Hay gần đây nhất là sự kiện chính trị giữa Nga và Ukraine gia tăng, IOC đã khuyến cáo hay thậm chí là có thể nói là thúc giục các tổ chức thể thao cấm các vận động viên Nga và Belarus tham gia tranh tài. Để bảo vệ tính toàn vẹn của các cuộc thi đấu thể thao toàn cầu,
và vì sự an toàn của tất cả những người tham gia. Ban điều hành IOC khuyến nghị các liên đoàn thể thao quốc tế và các tổ chức sự kiện thể thao không được mời hoặc là cho phép các vận động viên, các quan chức trong đoàn thể thao Nga và Belarus tham gia các cuộc thi quốc tế. Bên cạnh những vấn đề quốc tế, thể thao còn là công cụ để tạo dựng nên một huyền thoại về dân tộc. Như Eric J. Hobsbawm đã từng viết trong cuốn Nation and Nationalism, điều đã khiến bóng đá trở thành phương tiện độc đáo để khắc sâu tình cảm dân tộc ở tất cả những sự kiện dành cho nam giới, đó là việc cộng đồng tưởng tượng bao gồm hàng triệu người dường như là thực hơn với tư cách là một đội gồm 11 người. Bóng đá và chủ nghĩa dân tộc. Bóng đá có các đặc tính của một vở diễn, nhưng không phải là một cảnh diễn bi kịch Hy Lạp điển hình mà cảnh diễn của một trận chiến. Bóng đá hiện đại gần hơn với một cuộc giao tranh, nơi các sân vận động được xây dựng như một đấu trường được bao quanh bởi khán giả. Người ta đến để xem bóng đá chứ không phải thực sự chơi. Các cầu thủ không phải là những người đang diễn cho công chúng xem, mà chính các từ ngữ được dùng để mô tả một cuộc chiến cũng được dùng ở trên sân cỏ, nơi mà các cầu thủ đại diện cho cả một quốc gia đang đối đầu với một quốc gia khác. Đó mới là thứ ngôn ngữ biến bóng đá thành ẩn dụ cho chiến tranh. Tình huống tấn công là khi đội bóng đưa được trái bóng sang phần bên kia. Ngược lại, đó là phòng thủ. Các cầu thủ thì được tôn vinh như những anh hùng dân tộc hay là đội tuyển U23 được gọi là những chiến binh sao vàng. Cổ động viên thì hô to, Việt Nam vô địch. Vậy ai là địch ở trong câu chuyện này? Rõ ràng đội bóng đang đá với đội tuyển quốc gia Việt Nam, phe ta chính là dân tộc Việt Nam nếu như chúng ta coi đó là một khối thống nhất với đại diện là 11 cầu thủ trên sân. Trong cuốn sách Những cộng đồng tưởng tượng của mình, Benedict Anderson đã từng nói, cảm xúc về dân tộc được tạo dựng khi mọi người đang cùng thực hiện một nghi thức, đó là đọc một tờ nhật báo. Trong bóng đá cũng có một nghi thức tương tự như vậy, đó là hành động vẫy cờ ăn mừng. Thật sự hiếm có khi nào mà gần như toàn thể người dân tập trung trong 90 phút đồng hồ. Sau đó tất cả cùng phất cao lá cờ đỏ sao vàng, cùng nhau hát vang bài hát như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng. Mặc dù phần lớn trong số họ không hề nằm trong bối cảnh lịch sử mà bài hát đã được sinh ra, với trọn vẹn non sông, kháng chiến đã thành công. Các cuộc đi bão giống như cái cách mà người ta mừng một đoàn quân thắng trận trở về và trở thành một thứ cảm giác chung với tất cả mọi người. Và cách mà người ta thất thần rơi nước mắt trước thất bại trong một trận đấu quan trọng cũng là phương tiện để tinh thần dân tộc thấm sâu hơn vào căn tính của mỗi con người. Bóng đá với những biểu tượng đi kèm với nó đã được định sẵn nên cảm giác của một dân tộc. Hãy thử trả lời câu hỏi này một cách thật lòng nhé. Bạn cảm thấy như thế nào khi đội tuyển quốc gia Việt Nam có hơn một nửa là cầu thủ nhập tịch? Rõ ràng là có gì đó không đúng ở đây. Nhưng tại sao lại phải nhập tịch cầu thủ? Chẳng lẽ Việt Nam không có đủ các cầu thủ đủ tốt hay sao? Việc một cầu thủ mang quốc tịch Việt Nam nhưng lại có gì đó trông có vẻ là khác so với người Việt Nam là điều mà từ lâu nay là một tabu không thể chấp nhận được. Trong trường hợp này, đội tuyển quốc gia đã được đồng nhất với quốc gia và sức mạnh trong bóng đá đã được đồng nhất với sức mạnh của quốc gia đó. Một quốc gia được coi là mạnh mẽ khi nền bóng đá nam của họ thể hiện được sức mạnh trên sân cỏ. Vậy nên, thể thao chưa bao giờ là trung lập về mặt chính trị hay thậm chí còn là một phương tiện đắc lực để thực hiện các mục tiêu chính trị mà thôi. Nếu các bạn thích bài viết này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spy Room, còn mình là PinkDot. See ya!